Xin chào quý vị, đây là chương trình dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị, thời tiết nắng mưa bất thường là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát trong cộng đồng. Và để giúp người dân hiểu rõ về căn bệnh này cũng như các biện pháp phòng bệnh hiệu quả, thì ngày hôm nay chương trình dân hỏi cơ quan chức năng trả lời đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Di, Phó trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm để giải đáp cho quý vị xung quanh vấn đề này. Ông có thể cho biết về tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn ra như thế nào trên địa bàn tỉnh ta cũng như trên cả nước không ạ? Hiện nay thì dịch sốt xuất huyết đã bước vào cái mùa và theo ghi nhận từ đầu năm đến nay thì cả nước hiện nay mắc khoảng hơn 90.000 người, trong đó thì có 15 người tử vong. So với năm 2023 thì cùng kỳ này thì giảm hơn so với năm trước. Còn đối với tỉnh Nghệ An thì theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh từ đầu năm đến nay thì ghi nhận hơn 170 ca, trong đó thì hơn 90 ca là ngoại lai và hơn 80 ca là các cái bệnh nhân ghi nhận nội tại trong địa phương. So với cùng kỳ năm 2023 thì cũng giảm hơn khoảng hơn 600 ca. Và hiện nay thì đã bước vào mùa sốt xuất huyết. Chính vì vậy mà thời gian tới thì cũng có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều cái ca bệnh mới, đặc biệt là các bệnh nội tại ở địa phương. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn về nguyên nhân, triệu chứng cũng như là căn bệnh này thì liệu có nguy hiểm đối sức khỏe của con người không ạ? Về bệnh sốt xuất huyết ấy, thì đây là một cái bệnh truyền nhiễm do virus đanh gây nên. Và hiện nay thì người ta phân loại virus đanh làm 4 tuýp, có đanh 1, đanh 2, đanh 3 và đanh 4. Nếu một người mắc virus đanh tuýp này sau khi khỏi bệnh thì vẫn có cái nguy cơ mắc virus đanh tuýp khác nếu như mà có cái virus đanh tuýp khác lưu hành trong cái cộng đồng, trong cái vùng dịch mà cái người đó sinh sống. Đối với bệnh sốt xuất huyết ấy thì cái sự lây truyền các cái dịch các cái bệnh do sốt xuất huyết thì con người chính là các cái ổ chứa, và đối với muỗi chính là các cái vector truyền bệnh. Truyền bệnh sốt xuất huyết thì chủ yếu là các cái dòng muỗi Aedes là cái nguyên vector truyền bệnh chính để lây truyền cái bệnh sốt xuất huyết. Và bệnh này thì cũng gây ra rất nhiều cái triệu chứng biểu hiện lâm sàng. Đầu tiên là có thể xuất hiện các cái triệu chứng sốt. Ngoài ra thì xuất hiện các cái triệu chứng như là đau đầu, đau minh mẩy, rồi mệt mỏi, rồi đau các cái hốc mắt. Nặng hơn thì có thể có hiện tượng của sốc sốt xuất huyết. Và như vậy thì với cái mức độ nặng của sốc sốt xuất huyết hay còn gọi là sốc đanh thì có nguy cơ nếu không được điều trị kịp thời thì gây ra cái tử vong đối với những cái trường hợp bệnh nhân này. Và bệnh này thì hiện nay thì Việt Nam đã có cái vaccine phòng bệnh, và vaccine này thì hiện nay đang triển khai ở các một số cái cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Còn trong chương trình nhà nước thì chưa đem cái vaccine này để vào tiêm miễn phí cho người dân. Chính vì vậy mà triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch vẫn tập trung chủ yếu vào cho công tác dự phòng là chính. Kết hợp là đối với người dân trong vùng dịch thì nên tiêm các cái vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết để chủ động phòng bệnh cho bản thân mình. Vâng thưa ông, được biết là sốt xuất huyết sẽ có một số biểu hiện như là sốt, đau đầu, mỏi người đúng không ạ? Vậy thì những triệu chứng này cũng khá là giống với một số căn bệnh khác hoặc là những loại sốt virus khác. Vậy thì mình có thể phân biệt như thế nào để đánh giá được là mình liệu là bị sốt xuất huyết hay là bị những loại sốt khác ạ? Thực tế thì khi bệnh nhân xuất hiện những cái triệu chứng đầu tiên như là triệu chứng sốt rồi đau minh mẩy thì bản thân đây là các cái triệu chứng mà hầu như các cái loại virus khi xâm nhập vào người thì đều có những cái biểu hiện này. Và trên lâm sàng thì thực tế rất khó để mà chẩn đoán chính xác là sốt xuất huyết hay là một cái bệnh nhiễm virus khác ở cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn sau thì có những cái biểu hiện nó rõ ràng cụ thể hơn, đó là các cái hiện tượng về sốt huyết trên người. Đồng thời với đó thì chính vì thế mà người dân cần phải đến các cái cơ sở y tế. Và tại các cái cơ sở y tế này thì các bác sĩ điều trị lâm sàng sẽ khám cũng như là cho các cái xét nghiệm về công thức máu, sinh hóa máu và một số cái xét nghiệm khác để chẩn đoán xác định là mắc sốt xuất huyết hay là do cái virus
vi khuẩn khác hay là do căn nguyên khác. Hiện nay thì đối với cái xét nghiệm về công thức máu, sinh hóa máu thì có các cái chỉ số như là bạch cầu giảm, rồi là tiểu cầu giảm, và có thể có ghi nhận hemoglobin tăng, đặc biệt là tăng trên 20% thì có hiện tượng gây cô đặc máu. Ngoài ra thì chúng ta sử dụng các cái test nhanh kháng nguyên của sốt xuất huyết để làm xét nghiệm và đem ra xác định là nguyên nhân do sốt xuất huyết hay là do nguyên nhân khác. Đặc biệt thì có thể sử dụng các cái kỹ thuật cao hơn, ví dụ như kỹ thuật về ELISA, rồi kỹ thuật PCR để có cái chẩn đoán xác định đối với những cái trường hợp mắc sốt xuất huyết hoặc là mắc các cái bệnh lý khác. Vâng, thưa ông, thì vậy thì bệnh lý sốt xuất huyết có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Và chúng ta có thể làm những cách nào để có thể cắt đường lây của căn bệnh này ạ? Thông thường thì bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết thì cũng có những cái biểu hiện của một cái nhiễm virus, đồng thời xuất hiện một số cái triệu chứng, và điều trị tích cực thì bệnh nhân sẽ ổn định, khỏi bệnh và xuất viện được. Và bệnh nhân cũng có thể tái nhiễm các cái tiếp virus đánh khác đối với bệnh sốt xuất huyết. Và nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời, điều trị không tích cực, đặc biệt là chủ quan trong vấn đề là bệnh sốt xuất huyết thường là các cái thể nhẹ, thì có thể bệnh nhân đó sẽ có những cái diễn biến trở thành cái sốc đanh và mức độ bệnh sẽ nặng, và lúc này thì điều trị phải hết sức tích cực và đặc biệt là có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Ở Nghệ An thì năm 2024 là không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tuy nhiên thì năm 2022, năm 2023 thì chúng ta có ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết ở cái độ tuổi cũng rất là trẻ và cũng không có cái bệnh lý nền kèm theo. Đặc biệt là đối với Việt Nam thì trong 10 tháng đầu năm thì đã ghi nhận 15 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Chính vì vậy mà cái việc đến các cơ sở y tế điều trị một cách tích cực, chủ động và dưới cái sự điều trị của cán bộ y tế thì tôi nghĩ rằng là sẽ giúp cho phòng điều trị được hiệu quả hơn. Vâng, thưa ông, mặc dù bệnh sốt xuất huyết thì cũng đã xuất hiện khá là lâu và hầu như năm nào thì căn bệnh này cũng xuất hiện ở hầu hết các địa phương. Vậy thì làm thế nào để có thể hạn chế mức thấp nhất dịch bệnh này xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta? So với năm 2023 thì 10 tháng đầu năm 2024 thì tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Nghệ An là ghi nhận so với cùng kỳ là giảm. Và chúng tôi cũng đã có nhiều cái dự báo trong cái công tác giám sát phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Chính vì vậy mà chúng tôi đã triển khai đồng loạt nhiều cái giải pháp đồng bộ để nhằm kiểm soát cũng như ngăn chặn cái sự lây lan của dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là hạn chế đến mức thấp nhất các cái trường hợp tử vong và giúp cho cái công tác phòng chống dịch bệnh. Về công tác chỉ đạo điều hành ấy, thì ngành y tế Nghệ An trước mùa dịch đã ban hành nhiều cái văn bản để chỉ đạo các cái chính quyền địa phương các huyện, đặc biệt là đối với các huyện mà lưu truyền các cái dịch bệnh hàng năm, thì chủ động trong cái công tác chỉ đạo điều hành. Ngoài ra thì chúng tôi cập nhật các cái văn bản mới từ Bộ Y tế, các cục vụ viện liên quan để hướng dẫn, đồng thời là làm công tác truyền thông đến tận người dân về sốt xuất huyết, các cái loại dịch bệnh lây truyền, để từ đó mà giúp cho người dân hiểu được cái tầm quan trọng của bệnh, cũng như là việc phòng chống muỗi đốt, đặc biệt là muỗi Aedes lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh hàng tháng thì đều tham gia điều tra giám sát các cái chỉ số, các cái vector truyền bệnh sốt xuất huyết tại những cái huyện trọng điểm có lưu hành, và từ đó thì chúng tôi sẽ biết được thời điểm nào là cái thời điểm mà có nguy cơ bùng phát dịch, rồi là thời điểm nào thì những địa phương nào thì là có cái chỉ số vector tăng lên, và từ đó thì chúng tôi sẽ có văn bản tham mưu cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trên địa bàn đó để chủ động các cái biện pháp về vệ sinh môi trường, rồi tuyên truyền người dân giúp cho cái công tác phòng chống dịch bệnh được tốt hơn. Vậy thì ông có những khuyến cáo gì để giúp mỗi người dân chúng ta đều nâng cao ý thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết ạ? Về cơ bản thì hầu hết các cái trường hợp mắc sốt xuất huyết là ở thể nhẹ. Tuy nhiên thì cũng sẽ gặp những cái ca bệnh ở thể nặng hơn. Chính vì vậy mà việc chủ động
của người dân là hết sức quan trọng. Đối với người dân thì trong nhà, rồi là khu vực xung quanh môi trường sống, chúng ta cần phải phát quang bụi rậm, rồi phải vệ sinh môi trường và hạn chế đến mức tối thiểu muỗi sinh sôi, phát triển, nảy nở, để mà từ đó thì là chúng ta loại trừ được cái vector truyền bệnh, đó là các cái loại muỗi truyền sốt xuất huyết, với một cái quan điểm đó là không có loang quang bộ gậy, không có muỗi truyền bệnh thì sẽ không có sốt xuất huyết. Vâng, xin được cảm ơn ông đã có những chia sẻ rất hữu ích cho quý vị khán giả về cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Và đến đây thì chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời cũng xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo.